xin chào khán giả kênh Phương Dừa. Hiện tại Phương Dừa vẫn còn đang ở nhà của cô Tư Rí, là bà nội của bé Duyên với lại bốn bé. Thì hồi nãy Phương Dừa cũng có gửi tiền của một chị Mạnh Thường Quân gửi cho cô rồi. Còn riêng bản thân Phương Dừa thì Phương Dừa muốn giúp cho cô cái gì nó lâu dài hơn. Bây giờ cô cháu mình đi qua nhà cô, đi nhà cô coi cái nhà xong sao mình giúp giờ mấy bé nó được tốt hơn. Cái ảnh đi chơi la hết. Cất 2 năm không cô? Cất 2 năm rồi nha, cất 2 năm rồi. Này, ai mới quét cho cô? Ừ, cháu hả? Cái thằng cháu mới quét. Bên xương gì cho vôi. Còn cái cửa sổ của mình sao? Cửa sổ này chưa làm sửa. Cửa này cũng chưa làm luôn? Chưa. Chính cái cửa sổ này thì đó bên sư gì cũng đang kêu cái ông kia làm gì mất. Có làm cho cô? Có, kêu cái ông gì hộ chủ tịch chữ tập đỏ. Làm hứa cho mình chưa? Có hứa. Có hứa hả? Ừ, có hứa. Là cho được cửa với cửa sổ? Cửa với cửa sổ. Sau này xây tường dày quá hả cô? Dày ghê luôn á. Dày kinh khủng luôn. Này hai lớp gạch luôn mà con ơi. Vậy bây giờ cái gì ta cô là cần cái cửa này với cửa sổ là người ta có rồi, mình cho rồi, người ta cho được mình nhận. Còn con nghĩ là cô nên làm cái la phong á. Cô làm cái la phong để cho nó mát mẻ hơn, chỗ này nóng lắm mà còn phải bật lên cái khô luôn. Dạ. Cái này này nếu mà cô dán gạch thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Cái này cô nghĩ đó ngặt này nó cô xay nó bóng luôn hả? Trơn luôn hả? Ừ. Nếu mà xay được cái nền gạch đó, thì nó lót gạch thì nó tốt hơn. Nền gạch. Vừa ngủ thì chia ra hai bên hả cô? Không, có cái giường này. Vợ chồng sống có cái giường này. Tối thì con mẹ lên nó ngủ với thằng nhỏ, còn mấy đứa này thì nằm dưới nền gạch này. Còn bây giờ sao? Bây giờ con tắm còn ngủ mấy đứa sao? Tối bà cháu ngủ luôn dưới nền gạch luôn. Cái giường nhỏ xíu, cái giường nhỏ xíu là cũng ngủ được. Vậy mình bỏ giường mình mua nệm mình lót gạch cái mình mua nệm mình ngủ. Nằm đây nha. Nằm đây hả con? Ngủ đây nè. Bà cháu ngủ cha trải chiếu xuống nệm. Cũng xem nhà chắc hồi trước giờ cô đi làm hướng thì cô ít sống nhưng con không có nhà có đầy đủ không? Đi vô ăn đi. Cái anh này là 6 tuổi. Anh là 6 tuổi. Đứng nào quan? Đây là 8 tuổi. Anh là 8 tuổi. Rồi đi về với anh không? Đi về với anh này. Trốn hai chị em trốn về với anh này. Còn lại thôi. Còn lâu quá. Té rồi.
cái này mà ai đau bụng đi ở đây chắc đi vệ sinh cái cũng bị đen, nắng quá nắng mà không quá. Cái này phải kiếm một người biết làm để họ coi mấy cái hạng mục á. Còn mình ví dụ mình góp được bao nhiêu mình góp vô, ví dụ sửa thêm thắt lại có mấy hạng mục á bà con cô bác. Tầm ví dụ 40 triệu hay gì đó. Dạ. Nắng quá trời nắng luôn. Giống như nhà mới xây ha. Thấy rồi, không có gì. Con tự đi hả? Sao đặt này cho con vậy? Dạ, cô ở ngoài ông Khánh cho con. Dạ hả? Giỏi quá, con thay đồ đi. Con thay đồ ngay chỗ ngoài đó hả? Trời ơi, nắng mình chết luôn. Còn xe máy này của nội hả con? Xe máy của chú. Chú hả? Điện đài rồi nó cũng không có được bắt giá. Anh này thì anh đang thay đồ. Sao anh thay áo này con? Nóng hả? Tự thay đồ đi học vậy hả? Rồi bà áo quần. Đồ đồng phục hả con? Dạ. Cặp giả của đâu? Cặp giả con trên trường. Ủa rồi bà nội chở ai đi học? Chở thằng đây ạ. Giờ nó lương không bà nội? Chưa, giờ còn cho nó ăn nữa. Con chị chở thằng này đi trước. Mấy cái nước thiệt đúng không ạ? À con. À nè con. Này, uống mấy uống sữa ngủ đi con, uống sữa ngủ đi nằm đây nào quạt quạt cho. Nín, nín, nín đi con. Nín đi, nín đi. Nín đi. Nín đi con. Nín đi lỡ té đau rồi về nó biết rồi. Ừ. Ủa rồi bà nội tính nuôi gà nó sao nội? Nuôi gà mình giờ mình xây chuồng, mình lấy cây về mình đóng chuồng có tôn rồi. Có tôn hả? Rồi xây cái đó khoảng tốn bao nhiêu nội? Ừ, đó cỡ chừng nếu mà xây chuồng heo với chuồng gà luôn mình cỡ chừng khoảng tầm chừng 5 triệu là cứng ngắc luôn rồi. 5 triệu thôi à? Còn bắt mấy con giống được khoảng bao nhiêu? Heo thì người ta bán hình như có 1 triệu 1 con à. Thế mỏi á. Còn nội tính mua mấy con, nuôi 5 con được không? 5 con, tính nuôi 5 con gà thì 200 con gà thì nhiêu rồi? Rồi với lại đi bán với số bậy bạ. 200 con gà thì con nuôi khoảng bao nhiêu rồi? Mua khoảng bao nhiêu? 200 con gà thì giờ gà mình chưa nổi á, chưa biết. Mà heo gà cũng 20 ngàn con kìa. Ít hơn hả? Chắc tầm đó. Không, con nghĩ chắc chừng 20 ngàn con à. 200 con thì khoảng 4 triệu. 4 triệu với tiền heo 5 triệu nó 9 triệu với lại tiền kia 5 triệu khoảng 15 triệu. 15 hoặc 14 triệu á. Khoảng 15 thì cho 15 triệu rồi tiền ăn uống này kia đó, tiền thức ăn này nó kia khoảng 5 triệu nữa thì chắc khoảng 20 triệu. Nín đi nội thương, chút xíu đi nội thương. Nín đi con. Nín đi, nín đi. Nín đi, nổi, nổi. Rồi cái đó mình bắt heo, bắt gà rồi mình phải trả tiền cho người ta trước hay sao rồi? Thì mình kêu người ta đem ta heo tới rồi mình bắt mình trả người ta. Nín đi, nín, nín nội thương. Nó đợi cái nó không để rồi. Tính đưa nó ăn đi học gà đó. Mình bắt thôi. Gà thì mình cũng đặng ta chở tới. Dạ. Này. Khi nào nó làm cái đó? Thì tính xong xuôi đưa hai em này vô mẫu giáo là xong là mình ở nhà bắt đầu làm. Khi nào? Hết tuần này là bắt đầu là đưa em vô mẫu giáo. Thứ hai là đưa mấy em vô mẫu giáo là mình về mình dọn dẹp mình làm. Mình làm chuồng làm đồ. Chuẩn bị đâu làm chuồng làm đồ. Thôi giờ vậy đi. Bây giờ con nghĩ vậy nè. Bà nội cứ sắp xếp cho mấy em nó học hành cho nó ổn định đi. Rồi xong bà nội vô là nội chuẩn bị làm chuồng. Khi bây giờ nội làm chuồng thì có 5 triệu thì bà nội vẫn còn tiền thì bà cả nội lấy tiền đó ra làm đi. Cái thứ hai nữa giờ cái ngày nào mà bắt heo bắt gà vậy á thì để con xuống con hỗ trợ con trả cho nó tiền đó. Nói tại cô cháu mình có cái điện thoại rồi. Dương tính đưa nó cho con đỡ đi học. Đưa nó cho anh kìa. Đưa nó anh đi con. Nói anh đi chứ nói của con dục ở đâu rồi? Quên cho mấy đứa mấy cái. Con đi mấy
Lấy cái nó bảo hiểm này con đội đi đi. Cái áo của trà sữa. Con vừa không biết cái đứa mặc cỡ nào, con vừa sắp theo quá trời. Con mặc áo số mấy vậy anh trai? Con biết không? Con số 2 hả? Số 2 sao con mặc vừa? Con phải số 10, 14 à. Con mặc số nhiêu gì? Số 4. Cái này là áo của em con gái của chú làm để chú đi tặng cho mấy nhà. Cho con thử số 12 coi. Để chú thử coi. Bữa giờ con vừa con đi cho mấy đứa nhỏ cũng nhiều lắm mà. Ủa, cái này rất nhỏ. Cái này thôi, cái này chú nghĩ mấy đứa em con vừa nè. Để lại đi. Nè. Không biết đâu. Này đi. Cho mấy đứa em mặc cục cặp. Còn con 14 thử cái gì. Cho nội đưa cho em ngủ đi. Đâu có mặc nữa gì, con trồng vô thử gì. Nội có mấy cái nó con này kia. Con mang tặng vô với con cho mặt kia. Không, để kia cho em ngủ. Để kia cho mát kìa. Chứ phải để mặt vừa chứ không vừa. Lấy cái giỏng con, lấy giỏng cho nội vừa nha. Vừa không? Dạ. Rồi, đẹp rồi đó. Con là 14 không? Nè, 13 là chắc là em con nè. Chú có 13, 14, 12. Nói chung là chú lấy từ số 10 trở lên rồi để lại cho tụi con hết ha. Còn mấy số này cũng vừa. Chú để đi rồi tụi con này, tụi con áo đẹp không á, tụi con mặc nhà cũng được, hoặc là tụi con mặc đi chơi, đi học cũng được. Để đây, chú để đây để cho nội nhà lấy kia cho tụi con ha. Ừ. Này nó nhỏ quá. Còn nó bên đây nè, 12 nè, 13 nè, đó, thích màu hồng mông gái, thích màu hồng mông. 12 nè. Số 10 nè, thì số 10 trở lên chú để lại cho tụi con hết. Số 11 chú cao đi lại. Ôi, cái này của người lớn rồi. Cái này của người lớn. Con kêu em vô chú mặc thử con coi. Trời ơi, vô chú kìa. Rối quá bà con quá. Thương vừa chưa biết sao. Thứ nhất là chắc là Thương vừa hỏi cái bà nội sửa là cái nhà. Phải có người ở đây, người thợ ở đây, người ta hỏi, người ta coi, người ta báo cho mình bao nhiêu. Cái thứ hai là cái chỗ nuôi gà, nuôi heo tầm 20 triệu. Dạ. Thì chắc là chỗ nuôi gà, nuôi heo rồi đó thì Thương vừa sẽ dùng tiền của Thương vừa để Thương vừa gọi hỏi cho bà nội. Còn cái số tiền mà sửa nhà có mặt nữa hay không? Số tiền để sửa nhà thì con vừa sẽ trích từ cái số tiền của ông bà cô chú mà gửi cho Phương vừa. À, Phương vừa sẽ gửi cho bà nội để bà nội sửa nhà cho có chỗ ngủ, chỗ nghe, chỗ học hành, bàn ghế rồi học cho tụi nó. Ồ, chào nha. Đọc chữ được chưa? Biết đọc chữ không? Hả? À, chiều về mặt nha, chiều về nọ tắm rồi mặt ha. Chơi con. Chiều giờ mấy anh em mặc chung bộ là dễ thương lắm á. À, con đi học ngoan nha. À, giỏi nha. Cho bà nội đi học. Nón nãy còn đâu? Em bánh lại. Đứa này giữ được không? Nè, tôi người xị đi học, không dám đưa nhiều. À, đưa nhiều mất công. Đưa nhiều không tốt. Đưa nhiều. Tụi con biết xài tiền phải không? Trăm ngàn biết xài phải không? Ừ. Ủa, cặp đâu có bao cặp ở trường hả? Con biết chạy xe đạp lâu chưa?
rồi em đi nha. Em chở xe đó. Không có, con chở. Con chở em chở cho nha. Nói nội nha. Nội ơi, chụp quậy xe. Nội nào? Chụp. Biết thắng không? Ồ, đẹp. Đây, đây, đây. Sao đây nè. Chị chở em hai em ra nón rồi nón lên đàng hoàng nón con đâu nón con trực đâu để chị mua sách nha nội xin nội còn nhiêu nữa nội chồng nó chứ không đi không đâu chồng thôi chồng cũng đi cũng đi nha rồi nón con đâu nón con tính hay nội rồi coi coi chừng con bỏ cái đó coi chừng họ gớt tiền đó nha rồi tụi con đi nha hẹn gặp lại tụi con nha ngoan ghê luôn ngoan hết sức ngoan luôn đứa nào cũng ngoan hết em rồi nội tính tính nuôi gà đây nè nuôi gà đây dạ cũng heo bên kia dạ heo bên kia sẵn sàng cái ấy nước thôi giờ vậy nè con tính gì đi thứ nhất là ví dụ nội nuôi 200 con gà nuôi nông heo nhưng bây giờ sẽ là nội cứ làm cái chuồng trước làm bao nhiêu làm cho nó kiên cố ví dụ năm làm tầm 5-7 triệu gì đó thì nội làm ha đừng con em khóc em khóc phải rồi nội dỗ muốn chết ông này là có bộ là hơi quậy à quậy chúa luôn rồi chứ chắc cầm... ảnh quậy nhất trong năm đứa quá à ảnh với thằng đây với thằng nằm trong kia ba thằng này quậy còn hai lớn thì rất là ngoan hai đứa ngoan ghê luôn hai đứa rất là ngoan đứa này mấy đứa này cũng ngoan nhưng mà cái kiểu nó là ư nghịch cứ tọt qua tọt lại nó mang để cho em ngủ không muốn không muốn để nào vô lấy sữa khác không muốn nha nha con đứng dậy rồi mình cho mà nậu năn nỉ đi nậu ẩm đi vô nè vô nè vô nậu lấy sữa khác cho em nè không chờ không có sữa này thôi giờ 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 nồi cho mát thôi cho nó nằm nó cho mát chút thằng ôm rồi thằng kia ngủ rồi không nhẽo chứ từng thấy không nhẽo luôn trời ơi thì cứ đưa mạnh nha con đưa mạnh nó lọt xuống đó ở trong đây nuôi gà hay gì con nói chuyện với bà cũng không được mình đi dụ dỗ qua chồng mấy nhỏ bà con cô bác nói chung là cái gia cảnh thì thực sự rất là khổ rồi mà cái câu chuyện của mấy đứa bé làm cho mình thấy thương thêm nữa nên Phương Dừa sẽ cố gắng Phương Dừa giúp bằng cái số tiền ở tỏi của Phương Dừa rồi số tiền của bà con cô bác gửi cho Phương Dừa sẽ coi như là dành phần hơn cho mấy đứa bé này để thứ nhất là Phương Dừa sẽ sửa lại cái nhà cho bà nội để Phương Dừa lát Phương Dừa dặn bà nội cái thứ hai là cho bà nội nuôi gà với nuôi heo thứ ba là cho chuyện học hành của tụi nó Ủa bà nội bây giờ cái nhà ở đây có ai mà sửa nhà hay làm nhà không nội sửa nhà thì có con cháu sửa luôn làm luôn hả giờ nội bây giờ người ta cho cửa rồi giờ nội hỏi con nhớ không nha cái là không lợp cái là không cái thứ hai là cái nhà tắm xây lại cho xây lại có nhà có nóc đàng hoàng cái thứ ba là nhà bếp đó rồi thứ tư là điện rồi đi điện lại á bóng đèn điện con thấy không mấy đi điện lại đó đàng hoàng rồi khi mà nội làm xong mới nội hỏi điện con xong họ lên cái đó chi phí bao nhiêu để báo con thì bữa đó con sẽ xuống con đưa tiền cho nội để nơi đưa người ta cho người ta làm dạ cái thứ hai nữa là khi mà làm xong nhà rồi đó con muốn giúp cho mấy đứa bé có mấy bàn học học cho nó tủ học rồi đó với lại những cái chỗ ngủ nghe với lại ăn cơm nữa nói chung mình chỉ cần học nè ăn cơm với ngủ mấy chỗ đó nó quan trọng thì bây giờ cái nhiệm vụ mà nội là nhớ không biết nhớ không dặn không nhớ không nhớ nhớ là hỏi mấy cái hạng mục đó nè thứ nhất là la phong thứ hai là nhà tắm thứ ba là nhà bếp thứ tư là điện là hỏi cái cục đó là khoảng bao nhiêu tiền là hỏi báo bao nhiêu tiền ví dụ báo 30 triệu 40 triệu đó thì chốt thì con sẽ xuống con đưa tiền cho rồi làm ha cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai là bây giờ nội ổn định mấy đứa nó học xong rồi thì bà nội sẽ xây cái chuồng gà với lại cái chuồng heo thì đó là nội lấy tiền của nội
Rồi khi mà nào bắt heo với bắt gà về con xuống đưa tiền cho. Rồi con sẽ cho thêm, con sẽ gửi thêm ít tiền mà tiền thức ăn á, để có tiền để nuôi thức ăn. Rồi ví dụ tiền vốn để bán vé số gì đó. Còn cái tiền của bà nội ví dụ người ta cho thì bây giờ con nghĩ là nên đi một mở một cái sổ, một cái tài khoản ngân hàng. Tài khoản ngân hàng nó dễ lắm, chỉ cần lấy chứng minh ra ngoài ngân hàng là ta mở cho mình cái tài khoản thì mình gửi vô đó để giữ cho tụi nó. Chứ thôi giữ tiền bên mình nó cũng không nguy hiểm. Mà cái thứ hai nữa là mình túng thiếu mình xài chứ không có hết tiền của tụi nó. Chẳng rồi ngay đừng có lỏng rồi túng thiếu thì tôi cũng không dám xài đâu. Mình đều có bỏ tiền trong túi. Cái mấy ở sớm này là thấy là mượn không cho mượn là chửi. Bây giờ tôi đem giấu mất rồi. Giấu mất rồi. Con uống đi để cho nội ấy nè. Nếu mà được thì tuần tới con nội bà nội hỏi đi. Ví dụ nội họ hỏi rồi chốt xong rồi cái gì báo cho con. Rồi xong con ví dụ báo qua nhà bao nhiêu tiền con chốt ok thì cái con xuống con đưa tiền luôn cái làm. Vậy là cô cũng có dạ. Gì để cảm ơn con. Thì con muốn giúp đỡ chứ giúp đưa tiền đưa bạc rồi nhiều khi cũng không có giải quyết được gì. Mà giúp vậy còn nhiều tiền hơn nữa. Với lại cô nói thật là cô cũng mù mà làm cũng chẳng có biết cái gì. Về tới giờ rước mấy đứa cháu nội về rồi giờ mừng muốn chết luôn rồi giờ. Trời ơi nói đứa này năn nỉ đứa kia muốn chết đó như em thấy đó. Mạnh thằng nào đó nói kiếm chuyện quậy. Bà nội muốn chết luôn. Này giống như nhà trẻ vậy. Rồi đòi uống sữa giờ vô lấy sữa đi giờ không uống đó đâu nè. Uống không? Con. Uống đi. Bà nội kêu cô Tư mưa tới rồi. Mau mau nội lấy đồ vô nè. Nè uống đại đi con, uống đại đi. Chú bác ạ. À. Uống rồi. Vậy uống đi đổ vô người á. Em thần ơi. Mau. Mau. Tính rồi. Ở trong nhà hả con? Chỗ nào? Nè má đây nè. Không biết bà nội nhớ hết không trời. Con nhớ không vậy? Nhớ con nhớ. Thôi không nhớ thì coi gọi điện cho con. Ờ Lâm Hồng hả? Lâm Hồng. Bùn tắm. Chị nhớ giùm bả đi chị. Ý em muốn giúp cho bả sửa lại cái nhà. Là cái la phong nè. Đó là la phong nè, cái thứ hai là cái nhà tắm. Nhà tắm có cửa nẻo đàng hoàng. Có cái máy đàng hoàng. Cái thứ tư là cái thứ ba là chỗ nhà bếp. Cái thứ tư là điện đài đi lại đàng hoàng để mốt mình có thiết bị điện rồi mình xài. Dạ, em nói vậy thì em cảm ơn. Dạ. Dạ em cũng không có gì hơn không giờ. Em nói thật sự luôn là em muốn giúp được gì em chỉ có công bỏ ra giúp đỡ coi cho đứa cháu thôi. Dạ. Chứ còn em thì nhà em thì cũng khổ chứ không có giận ai. Dạ. Nhưng mà anh giúp được cho gì em vậy? Thì nên chị hỏi ví dụ mà báo ví dụ ba làm bao nhiêu tiền, làm những cái gói đó bao nhiêu tiền. Anh có số điện thoại không? Có anh có số, đã có số gọi cô. Thì họ báo ví dụ bao nhiêu tiền ví dụ 20-30 triệu 40 triệu gì đó. Nên mình tà tầm 50 triệu trở lại. Phí 40 triệu đã làm bao nhiêu đó. Rồi làm xong rồi thì cái mốt mấy cái thiết bị gì trong nhà nè em sẽ hỗ trợ cho cô để cho cô có bàn học chỗ ngủ rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa là cô nuôi gà nuôi heo đó thì cô xây trước rồi bữa nào bắt gà bắt heo về em xuống trả tiền cho. Nói chung giúp chị đi để cho cô có nuôi heo nuôi gà có đồng ra đồng vô để ở đây để vô cho nội nhà con nuôi cháu rồi ở nuôi cháu chứ bây giờ mình bả đâu làm mướn được mà gái số thì sự nó cũng phải tranh thủ nó dạ nó cũng bấp bênh lắm. Dạ đúng rồi. Nuôi con heo nhiều khi nuôi hỗ trợ vốn đợt đầu từ 20-30 triệu cô nuôi xong cái cô có vốn cô xây vòng dạ, là rồi ví dụ tiền học của mấy đứa thì từ nữa thì em coi hướng ví dụ mà chắc tụi nó được miễn học phí hết rồi. Mỗi năm thì chỉ đầu năm học chỉ cần sách vở quần áo cho tụi nó. Dạ đúng rồi, ngay nhà trường lên mấy cũng dạy học phí. Dạ. Thì thôi chị ấy gần thì chị nhắc cô nữa ha. Dạ, gì dạ, gì của chị để em giúp cho còn chứ thì chị cũng biết em rồi phải không? Biết em có coi cho biết anh rồi anh là không vừa em biết. Dạ. Anh em có coi nhiều. Đó đó thì em muốn giúp vậy á chứ giờ dạ. Em cũng không muốn giúp thí dụ cho giờ cho nó con 5 triệu 10 triệu rồi đi rồi. Dạ không đúng giải rồi. Quyết được gì đâu. Dạ đúng 5 triệu 10 triệu thì anh cho thì gì bỏ túi thì nó cũng hết rồi đó hả? À. Giờ em giúp vậy rồi dạ. em còn mừng hơn. Dạ. Tại vì cháu em được cái nhà khang trang nó ở nè mình dạ. Không có chỗ ăn rồi đàng hoàng. Rồi có bà nội ở nhà lo phụ rồi cũng đỡ. Dạ. Bên đây thì có cô rồi giúp cũng đỡ. Dạ. Vậy ha coi dạ. Chị. Cái gì chị hỗ trợ ha. Dạ. Bữa giờ cũng tưởng luôn cô chắc bà con cô bác cũng giúp cô nhiều chứ. Mày thôi vậy cũng được thôi. Vậy là quý rồi. Mừng rồi đó. Mừng lắm đi. Nhiều đó là mừng lắm rồi đó. Bây giờ tới mấy em giúp nữa cái tôi nói thiệt
thôi cái miễn sao mà mình làm được phụ lòng mấy em chứ, là các mạnh thường quân nước ở ngoài là ủng hộ cho tôi chỉ cầu xin nè, có rồi với cầu xin là mình giải cháu mà sang công an chứ đừng để đầu trộm đưa cốp nữa, mất công phụ lòng tất cả mọi người. Dạ. Cô cũng cảm ơn tất cả mạnh thường quân với mấy em nha. Dạ. Đậu đi vượt đường xa mà lên đây như vậy thì không biết nấu cái gì cũng hơn. Sẵn tiện cũng khá lắm cô. Mà ở đây bà con cô bác thấy không, cái nhà tình thương không à. Ở xứ này cũng nhà, cũng như nhà tình thương. Nói chung ở đây là một hội người thân. Thôi Phương Dược cũng biết sao, nói chung là mấy ngày nay thì cũng có nhiều chuyện đó đau lòng ở trên mạng xã hội. Thứ nhất là chuyện của mấy năm đứa bé này, thứ hai là chuyện của bà mẹ mà bị người con ngược đãi á, cũng buồn mà bà thì mất rồi. Thì nên chung toàn là chuyện buồn không à. Thì thôi hôm nay Phương Dừa đã coi, Phương Dừa biết được thì Phương Dừa tranh thủ ghé thăm cô với là mấy đứa nhỏ. Dạ Phương Dừa nghĩ cái hướng đó thì Phương Dừa nghĩ là giúp cho bé là với lại cô rất là tốt. Bà con cô bác nào mà có ý kiến nào hay nữa nhớ đóng góp ý kiến cho Phương Dừa nha. Dạ còn tiền giúp đỡ thì như Phương Dừa chia sẻ rồi đó, thì Phương Dừa sẽ giúp bằng cái tiền của Phương Dừa. Phương Dừa giúp cô nuôi gà, nuôi vịt, nuôi gà với nuôi heo. Còn tiền của ông bà cô chú mà gửi cho Phương Dừa muốn họ ai khó khăn thì giúp á, thì Phương Dừa xin phép là Phương Dừa sẽ giúp cho mấy đứa là có một cái nhà nó khang trang, nói chung là có an cư lạc nghiệp, có chỗ ở cho nó tốt để cô an tâm, để cô chăm cho mấy đứa nhỏ đó cô. Bây giờ con nói thiệt sao cô, cái nhà này con cũng tôi con mới xuống, con tưởng con mới xây rồi mà mới xây cấm tiếp làm sao mà không giống như là ngày sau rồi xây 2018 rồi. Vậy thôi giữ mấy đứa nhỏ đó này không cũng hết giờ. Bây giờ phải đi ngủ ngoài cây, ngủ ké mấy nhà xung quanh. Dạ. Thôi hy vọng là Phương Dừa sẽ giúp được cho cô với lại mấy đứa cháu nội. Chú về à. Chú có gửi mấy cái áo rồi, có bển chiều nội tắm rửa không? Nội lấy áo mặc năm đứa mặc đồng bộ cho nó dễ thương ha. Dạ đi, dạ cảm ơn chú ơi. Này lớn lên trà sữa Phương Dừa. Nó đi học bữa này có tốn tiền không? Đi học trường mầm non thì giờ mình chỉ cho cháu tiền ăn thôi với tiền sữa thôi. Đóng phải đóng á? Đóng. Một tháng 2 thằng 9 đồng ạ. Thằng 4,5 rưỡi, 2 thằng 9 đồng. Mà thể nó tạo mọi điều kiện chứ. Cô cho đi học đi, rồi ví dụ tiền học phí đó làm sao thì con coi hỗ trợ cho. Tại tiền của bà con cô bác cũng gửi cho con cũng còn. Còn nhiều nên con gồng tiền con nhiều quá, con giờ cũng phải ráng gồng gánh cháu chứ, cái gì cũng úp cho người ta. Giá nào không phải cho tụi nó đi học luôn. Đâu rồi, cho cứ thôi luôn. Không đi học là thua luôn. Đi cho đi chứ để nó ngoan tí rồi mời cháu nhà rồi. Mình cứ rầy đứa này cái đứa kia nó là làm giận, rầy đứa kia cái đứa nọ làm giận, rồi trời ơi con không xử được, không dạy được cái gì đâu. Quyết định là cho hai ngày đi. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều nha. Bây giờ con vừa sẽ con, đi của con như sao con đổ này là không biết tiền không nha. Con vừa đã coi sù riêng xong rồi. Tiền không nha. Mà không có được sù riêng. Mà hôm nay thì ghé được thăm cô với mấy đứa cháu nhỏ. Nói chung là mình vẫn còn thấy mới vô thấy cái hình ảnh thế là rất là tội nghiệp, rất là thương. Hy vọng là bà con cô bác ở gần đây nếu mà có điều kiện thì cứ đến thăm hỏi bà với lại mấy đứa cháu, cô mang đùm bọc cho mấy đứa nó lớn lên, sau này nhiều khi tụi nó học hành giỏi rồi trở thành người có ích thì nó giúp cho mọi người thêm. Dạ chào tạm biệt bà con, chào quý khán giả đi cô. Xin chào.